Tôi lệnh. Theo như tình báo gần đây, Lữ Tiểu Thanh và Bắc Sơn có quan hệ mật thiết, không biết đang âm mưu gì. Vậy sao? Lữ Tiểu Thanh vốn dĩ không dễ tấn công, lại thêm trấn giọng Hải Bắc Sơn, có nguy hiểm rất lớn đối với chúng ta. Chúng ta phải nghĩ cách thôi. Tôi vô cùng thích một câu tục ngữ của Trung Quốc: đánh giặc trước tiên phải bắt vua giặc. Trưởng Trấn Tôn, ngại quá, để anh đợi lâu rồi. Vì gia, phiền anh rồng phải đến nhà tôm. Mau ngồi đi, mời ngồi, đừng khách sáo. Trưởng Trấn Tôn, vừa được giải phóng phong tỏa, anh đã hẹn gặp tôi bàn chuyện làm ăn. Anh không sợ bọn giặc gây sự với mình sao? Ai có thù với tiền đâu chứ. Trưởng Trấn Tôn, bàn chuyện làm ăn thôi, sao phải lén là lén lút như vậy? Dị gia, tôi biết sản nghiệp quan núi Tiểu Thanh của các anh đều để độ biên niêm phong cả rồi. Dạo này núi Tiểu Thanh sống cũng khá khó khăn nhỉ. Hiện tôi có một con đường này, có thể giúp núi Tiểu Thanh kiếm được món hời lớn đấy. Được thôi, nói nghe thử xem nào. Việc này cũng chỉ có thể nói với anh thôi. Núi Tiểu Thanh có mình anh là người sáng suốt. Lần này làm ăn với núi Tiểu Thanh là người Nhật, có tiền kiếm đấy. Cái gì? Người Nhật à? Trưởng Trấn Tôn, anh làm việc cho người Nhật sao? Nhị gia, lẽ nào núi Tiểu Thanh không thiếu tiền sao? Ngồi xuống đi. Giáo đường nát ở gần Nguyện Định đã không nằm trong phạm vi khống chế của núi Tiểu Thanh rồi. Đại ca, quá nguy hiểm, anh không thể đi. An toàn của đại ca đúng là một vấn đề. Tôi đã cân nhắc rồi. Lão Tam, cậu yên tâm đi. Đến lúc đó tôi sẽ đề cao cảnh giác. Hiện bọn giặc vừa mới giải phóng phong tỏa, các cửa hàng ở các nơi của chúng ta còn chưa kinh doanh lại. Vậy nên vào lúc này nhất định phải bàn bạc thành công vụ làm ăn này. Như vậy những cửa hàng kia mới được kinh doanh lại, chúng ta cần thu tiền vốn. Nhưng tại sao cứ phải là đại ca đích thân đi? Tôn Huy Khởi nói có lý lắm. Người ta lần đầu tiên bàn chuyện làm ăn với chúng ta không dám lên núi. Đây chính là nguyên tắc. Theo như quy định của hai bên, mỗi bên chỉ có thể mang theo 5 người. Đến lúc ấy Tôn Huy Khởi sẽ làm trung gian ở tại đó. Nếu đại ca đi sẽ thể hiện được thành ý của chúng ta. Núi Tiểu Thanh hiện giờ vẫn đang ở đầu sóng ngọn gió, nên ưu tiên an toàn mới phải. Đối phương lai lịch không rõ, lỡ đại ca bị làm sao, ai chịu trách nhiệm? Tình thế hiện tại của chúng ta bị cô lập không cứu viện, ăn uống súng ống đạn dược. Nếu không thể kịp thời bổ sung những thứ này thì chưa cần người khác đánh đến, nội bộ chúng ta đã giẫm đạp nhau. Đừng cãi nhau nữa. Tôi sẽ đi. Đại ca, Lão Tam, chọn 5 người có thân thủ tốt. Lão Nhị, gọi Tăng Văn Hạo đi cùng chúng ta. Đại ca, cậu ở lại nhà, tăng cường phòng bị núi Tiểu Thanh. Chủ tiệm. Sir. Tam gì? Chủ tiệm, đưa túi thuốc này qua cho Dư đại gia phó tây. Dân chủ tiệm. Chủ tiệm, có chuyện này kỳ lạ lắm. Sao vậy? Thì mấy hôm trước cô bảo chúng tôi để ý tin tức của liên quan tới núi Tiểu Thanh. Núi Tiểu Thanh lại xảy ra chuyện gì rồi? Tôi cũng không biết chuyện gì có quan hệ với núi Tiểu Thanh.
Chuyện là vậy, tối qua có một người thu sạch tiền ở sòng bạc, bám ở đây không chịu trả. Cuối cùng lúc bị người sòng bạc đuổi cổ ra ngoài đã nói, ông chủ nhà mình ngày mai sẽ bàn việc làm ăn với đương gia giàu có nhất ở núi Tiểu Thanh này. Bình thường lời của tên nghiện cờ bạc như vậy chẳng ai tin đâu, nhưng vì hắn có nhắc đến núi Tiểu Thanh nên chúng tôi đã báo cáo lên trên. Vậy sau đó thì sao? Sau đó tôi đã đi điều tra thử. Tôi đến nơi người đó ở trọ. Người này đúng là đi theo ông chủ đến nơi này bàn việc làm ăn. Nhưng mà nhưng sao? Nhưng sáng sớm lúc tự nhiên đưa đồ đến, phát hiện không thấy hai người đó đâu nữa. Không thấy nữa. Có khi nào đã rời đi rồi không? Không ai nhìn thấy họ rời đi cả. Đồ đạc vẫn còn đó. Tiền trọ cũng đã trả trước mấy ngày rồi. Nhưng người lại không thấy đâu. Đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Đại ca, thân thủ của năm người này khá tốt. Tất cả nhớ kỹ cho tôi. Hãy xảy ra chuyện phải bảo vệ an toàn cho trại chủ. Rõ. Lão Tam, Tăng Nhân Hạo đâu? Bị bệnh rồi, đang nằm trên giường bệnh. Thôi vậy chúng ta đi, không đợi cậu ta. Tam gia, trại chủ đi đâu thế? Bàn việc làm ăn khiến người ta không yên lòng chút nào. Đến Trấn Vọng Hải thôi có gì không yên tâm? Cái gì mà Trấn Vọng Hải? Phải gọi giáo đường nát. Người không thấy đâu, đồ đạc vẫn ở đó. Nếu thực sự muốn che giấu hành tung thì không thể nào đi đánh bạc được. Phải đó. Nếu là đến gặp Lưu Niệm bắt bàn chuyện làm ăn, ngày không đi, đêm không đi, lại cứ dứt quyết đi vào sáng sớm. Đúng là không hiểu được. Vậy đây mới nói là chuyện kỳ lạ. Chị Hồng à, tôi thấy chắc chắn có vấn đề, nhưng giờ tôi vẫn chưa biết là chuyện gì. Ngưu Nhị, giờ cậu mau về Bắc Sơn báo tin này cho đội trưởng Phùng biết, để đấy liên hệ với đồng chí trên núi. Dù thế này cũng không được để Lưu Điểm bắt gặp mặt chúng. Toàn bộ thuốc của chúng ta đều phải trông mong vào anh ta. Thời điểm này không thể xảy ra sai sót được. Giáo đường nát, nơi đó chẳng phải gần Nguyên Định sao? Thì đó, tôi thấy Lưu Tam Gia lo lắng lắm. Chỉ có trại chủ, nhị gia dẫn theo 5 người thôi. Đó là khu thuộc phạm vi khống chế của người Nhật. Lỡ gặp phải bọn giặc thì phiền phức to. Trại chủ đích thân đi, chắc chắn là vụ làm ăn lớn. Lâm Phong đâu? Lâm Phong, đi thôi. Đi tập roi với tôi. Chắc ở trường rồi. Tôi đã bảo rồi, cô đừng đến chỗ tôi mãi như vậy. Đi thôi, cha cô nhìn thấy lại mệt lắm. Sợ gì chứ, cha tôi đến phá giáo đường bàn chuyện làm ăn rồi, không về sớm được. Đợi đã. Đến phá giáo đường. Tăng Văn Hạo đi chưa? Không đi, tên đó đang bị bệnh. Tôi đi thăm Tăng Văn Hạo. Bị bệnh có gì hay bà xem. Đợi tôi đã. Trại chủ ra ngoài rồi, chắc chắn hắn sẽ có hành động. Trông chặt hắn, tôi ra ngoài xem. Một mình anh thôi à? Phải. Trông chừng hắn không được rời nửa bước. Vâng. Anh thật là hôm qua vẫn còn khỏe khoắn, sao hôm nay đã nằm đây rồi? Giỏi thật. Chắc là do mấy hôm trước bị cảm lạnh, không cần lo lắng. Chỉ là bệnh không đúng lúc thôi. Bệnh giờ lúc này không giúp được gì cho trại chủ. Sức khỏe quan trọng nhất. Văn Hạo, tôi bắt mạch giúp anh nhé. Anh còn biết bắt mạch à? Trước đây từng học trung y mấy ngày. Nào. Cũng không nghiêm trọng, qua mấy ngày nữa là khỏi. Thế nào rồi? Văn Hạo không sao đâu. Cây dài thang thuốc cho anh uống, mấy ngày là khỏi thôi. Cảm ơn anh. Nghỉ ngơi nhé. Giữ gìn sức khỏe đấy. Để tôi với.
Tôi thấy anh ngày càng thú vị rồi đó. Vừa giỏi học hành vừa biết y thuật. Sao lại có nhiều ưu điểm như vậy? Tôi phải để mọi người đều biết mới được. Tôi nói chuyện với anh đó. Anh đang nghĩ gì vậy? Thanh Thanh, hôm nay tôi cần phải xuống núi. Có việc. Tự tập một mình đi. Lâm Phong, gì vậy chứ? Sao lại không quan tâm tới mình? Chơi một mình vậy?